Mùa dịch mua hoa đâu còn khó, đã có Tigo đây. Chỉ cần thực hiện 3 bước vô cùng đơn giản. Bước thứ nhất, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 0907 071 041. Bước thứ hai, Tigo sẽ gửi nhiều hình cho các bạn tha hồ lựa chọn. Bước thứ ba, sau 2 bước rồi thì bước này là hoa đang đến chỗ của bạn đấy. Thật đơn giản phải không ạ? Hãy nhanh tay gọi cho chúng tôi nhé.